Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Và rất nhiều giá điện thoại cũ, giá học sinh sinh viên. Thì là mong là các bạn ủng hộ thật nhiều sản phẩm điện thoại cũ của mình. Thì sắp cũng đến Tết rồi, các bạn là nhanh tay lựa thêm một con cũ giá rẻ xài chơi Tết cho các bạn nhé các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay, sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung Lot 5. Đấy ạ. Lot 5 thì hôm nay nhà mình về được một chiếc màu gold đấy các bạn nhá. Lot 5 này thì đợt này thì đặt trước nhiều lắm. Nhưng mà đợt này thì cực kỳ là hiếm. Con Lot 5 màu gold này. Đấy. Hôm nay nhà mình về được con Lot 5 màu gold này. Đây. Đấy, Lot 5 màu gold thì là con này thì là phiên bản của nó là gì nhỉ? RAM con này là RAM 4GB. Đấy, Lot 5 của nó là phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là độ rộng của nó là độ 5.5 inch. Màn hình con này độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Lot 5 thì màn hình độ phân giải của nó là 2K. Đấy. Con này thì màn hình đẹp nhé, không ám các bạn nhé. Con Lot 5 này bên mình thì màn hình đẹp không ám. Ngoại hình thì con này còn độ 90. Đấy. 90/90%, máy màu gold. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.900.000 các bạn nhé. Con Lot 5 này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.900.000. Camera thì cực kỳ là sắc nét luôn. Màn hình 2K các bạn, chụp ảnh thì cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Lot 5 này cho thanh lý các bạn còn là 1.900.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 5 thì các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình, đây là 0966 221 789. Sorry các bạn, đây là 0966 221 789. Đây, số này mình dùng Zalo luôn các bạn nhá. Nếu mà nhắn tin Zalo mình không trả lời kịp ấy thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại để đặt hàng. Và số thứ hai là 0833 221 789. Đấy, và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chuyển khoản sau ấy thì các bạn phải gì nhỉ, cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức sản phẩm. Thì là cọc, các bạn có thể cọc cạc Viettel này, Momo này và tài khoản ngân hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Đây ạ, và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình nhớ các bạn nhá. Gần các bạn có thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình, hoặc các bạn có thể là gửi máy qua địa chỉ cửa hàng mình để mình sẽ thâu và mua và trao đổi lại cho các bạn nhé, và bảo hành cho các bạn nhé. Đấy, ok nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Oppo F3. Đấy, con này Oppo F3 thì hàng ngày cực kỳ là hiếm các bạn nhé. Đây, Oppo F3 này. Đấy, Oppo F3 phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Oppo F3 này là 2 SIM 2 sóng. Thì là ngoại hình con này thì còn độ 85%, máy thì cũ phải theo thời gian thôi nhé. Con Oppo F3 thì là máy thì cũ phải theo thời gian. Đấy. Con này thì là gì nhở, màn hình của nó là 5,5 inch. Thì con Oppo F3 thì con cấu hình con này cũng kỳ là trâu bò, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.500.000 con Oppo F3 này nhé. 1.500.000 cho các bạn nhé, con Oppo F3 này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 này các bạn nhà mình là sớm nhất nhé, 1.500.000. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, là con Redmi 8. Redmi 8 thì là con này pin 5000 các bạn nhé. Đây, Redmi 8A, con này là pin 5000. Phiên bản con này là phiên bản là 32GB các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Đấy. Đây ạ, pin thì là có pin con này là pin 5000 các bạn nhé. Pin con này là pin 5000 rồi. Con Redmi 8A này là pin 5000 này. Đấy, màn hình con này là 6 inch, hơn 6 inch. Ngoại hình thì con này còn 90/90%. Thì là con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.000.000. Đây, con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.750.000 nhé. Con này là 1.750.000 đấy. Chỉ với giá là 1.750.000 các bạn đã sở hữu là viên pin 5000 nhá, các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, viên pin 5000 luôn, phiên bản là 32GB. Con Redmi 8A này các bạn nhá. Pin 5000, 1.750.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm của Redmi 8A này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Joy 3. Đấy. Joy 3 Plus. Đấy. Joy 3 này. Đấy. Con này là Joy 3. Joy 3 này thì là màn hình con này là tràn viền 6,5 inch. Con này là HD cộng nhé. Thì là màn hình con này thì là tràn viền 6,5 inch. Pin con này là pin bị riêng bị là pin pin trang bị với pin 5000. Ngoại hình thì con này còn độ 90%. Đây. Vỏ thì hơi phải theo thời gian thôi. Đấy. Joy 3. 3 camera này. Vân tay này. Các kiểu này. Pin 5000. Phiên bản con này là phiên bản là RAM 4GB nhá. Bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Con này là phiên bản là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, pin 5000.
Con này thì bên mình đang thanh lý bảng giá là 1.900.000. Con Joy 3 này là 1.900.000. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, năm 2021 thì điện thoại cũ rất là rẻ. Thì là các bạn là nên mua điện thoại cũ giúp mình nhé. Hoặc các bạn nên đi mua hàng online, thì vì mua hàng online cực kỳ là sướng. Các bạn cứ chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thôi, nên là rất ok nhé. Đấy, con này các bạn dùng là máy phụ chống cháy rất ok luôn. Pin 5.064GB, có 1.900.000 thôi, năm 2021 rồi. Điện thoại rất là rẻ, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân, cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này Samsung J7 Prime. Đấy, J7 Prime thì con này là bản Hàn, một sim. Cấu hình con J7 Prime này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình của nó là 5,5 inch. Con J7 Prime Hàn Quốc này thì là ngoại hình còn độ 90%, mặt thì có phải phải theo thời gian. Con này thì bên mình đang bán bản giá là 1.500.000. Con J7 Prime bản Hàn Quốc, một sim, 1.500.000. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy, 1.500.000 cho các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo thì con này là giá cực kỳ là dành cho học sinh tiểu học luôn. Con này là con Samsung J2 Prime. J2 Prime thì 7 lít cho anh em nhé. J2 Prime thì 700.000. Các bạn mua về làm máy phụ hoặc là các bạn làm máy nghe gọi rất ok nhé. Thay con cục gạch đen trắng nhé. J2 Prime là 700.000 các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con gì đây? Mình sẽ xem con này là con Redmi gì đây. Đấy, con này là con Redmi 5i. Redmi 5i. Phiên bản con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là chạy chip Qualcomm Snap 665 các bạn nhé. Màn hình con này cũng là tràn viền 6,5 inch luôn. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Đấy. Thì là ngoại hình con này thì máy còn 90/90%. Con này thì nó là 1 2 3 4 camera nha các bạn nhé. Con Redmi 5i này thì là bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Đấy, Redmi 5i này là 2.500.000. Phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, 2 triệu gì nhỉ? 2.500.000 cho các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Samsung S8 nhỉ. S8 nhỏ này thì hôm nay nhà mình vừa mới về là con này xong. Thì ngoại hình con S8 nhỏ này còn 90/90%. Thì là màn hình con S8 nhỏ này, màn hình của nó là tràn viền 5,8 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Thì là S8 bên mình thì là màn hình con này đẹp kia, không ngả màu hay không lưu ảnh gì, màu đen bóng rất là đẹp. Con này là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con S8 nhỏ màn hình đẹp keng này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 3.500.000 nhé. 3.500.000 sản phẩm Samsung S8 nhỏ này là 3.500.000 cho các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo đây nhà mình lại về là con này là con Samsung Lot 8 nhé. Đấy, Lot 8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về là con này xong. Lot 8 con này nhà mình bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Cấu hình con Lot 8 này thì là mình sẽ xem cấu hình cho các bạn là RAM của nó là RAM 6GB cho các bạn nhé. Bộ nhớ mình sẽ xem luôn các bạn thôi, RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền. Con Lot 8 cho mình màn hình của nó là tràn viền. Đấy, màn hình của nó là tràn viền. Độ phân giải của nó cũng là 2K. Thì là con này thì là màn hình đẹp keng, không ngả màu hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình như con này còn 90/90%. Con Lot 8 này thì bên mình màn hình đẹp keng này thì bên mình đang bán với giá là 4.500.000. Thì vì theo lời khuyên của mình, các bạn mua Lot 8 ấy, các bạn dùng cực kỳ là sướng. Và giá dưới 4 triệu đồng thì không có đâu Lot 8 là màn hình đẹp đấy các bạn nhé. Chỉ với trên 4 triệu đồng thì các bạn còn mới có sở hữu được màn hình đẹp keng này các bạn nhé. Đấy, Lot 8 màn hình đẹp keng, bên mình đang bán với giá là 4.500.000, con màu đen bóng đấy các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 8 này các bạn nhá, hàng lấy sớm nhất nhá. Và bây giờ đây, con ghi thì thôi mình mai mình sẽ thanh lý nốt cho bạn. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chương nào sản phẩm mình, các bạn thấy đăng ký kênh bật chuông thông báo thì là mỗi tối mình sẽ ra clip thì là các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé. Đấy, thôi mình hẹn lại các bạn nhé. Chết cái của mình đâu rồi. Mình đợi cho nó hết 10 giây. Ngay.